Cái con máy mà có máy quyền. Rồi hốt bay trái sầu riêng nè. Thằng Dân Dũng em chào anh. Anh ơi em. Ủa, hát nhạc mà. Thôi kệ đi, hát bài này thử coi. Anh ơi em bác mới về nè. Ủa đi đâu rồi cả? Kìa anh Hoàng Liên, Liên ngạc nhiên sự vô mặt tôi. Lắm phải không? Anh Hoàng, anh đến đây làm gì? Để trao cho em một chiếc bông thơ nè. Cảm ơn anh, nhưng lần này em không nhận thơ của anh như lần trước nữa đâu. Lần trước thì khác, lần này khác mà em. Nghĩa nặng còn mang chưa đáp đền ơn sâu. Số tiền của anh giúp em lần trước cũng chưa đủ để lo việc mang buôn. Em thành thật biết ơn. Em biết anh không có lòng lợi dụng, nhưng thật tình em chẳng dám tham lam. Vậy xin anh đừng phiền giận, cướp phong thơ đi kêu bà con lối xóm. Từ chuyện riêng tư trao đổi ân tình. Không bà Liên, đây bức thơ chứ không phải bánh gì. Xin em hiểu lầm. Nếu là thơ tình thì còn tai hại nhiều hơn. Không không, không phải thơ của anh. Vì đâu phải là phải thơ của Hoàng à? Phải. Vậy thơ của người nào viết gửi cho em? Liên à, đây là thơ của anh Trọng chứ không phải thơ của anh đâu. Hả? Thơ của anh Trọng gửi cho em? Anh Trọng đâu rồi? Anh Trọng đâu rồi? Anh Hoàng, anh đã nói gì với anh Trọng? Anh đã thú nhận với anh Trọng là... Là sao? Là anh yêu em. Trời ơi! Kìa Liên, em sao vậy hả? Đăng lý em vui mới được phải chứ. Anh Trọng đã bằng lòng với cuộc tình duyên tuổi mình rồi mà. Và cho phép anh lại đây đi này, để gặp em cùng nhau tâm sự. Bàn tính duyên hôn nhân làm đám cưới đầu xuân. Trời ơi! Những lời giải thơ là nguyên văn của anh Trọng. Anh chỉ có gì tên, chứ anh thề không có không thêm. Anh Hoàng, anh đã làm một việc quá cuồng điên. Ờ, cuồng điên à? Anh biết anh Trọng có liên hệ gì với em không? Nói anh là ai, còn em là em của. Không, không phải vậy đâu. Không phải à? Anh Trọng là chồng của em. Trời cơ thật vậy sao đi? Hoàng ơi, anh đem dòng tố vào dáng nhà bé nhỏ rồi đẩy trên khắp nẻo đường sương gió. Em biết chồng em phiêu bạc ở phương nào. Hay quá. Chồng ơi, anh bỏ em đi, sao không đợi em về? Tình nghĩa phu thê mấy năm trời sâu đậm, không lẽ phúc ta từ không nói được dài câu? Em còn đây mà anh vội bỏ đi đâu? Ai chịu giật anh trên nẻo đường sương gió? Ngõ khi hoàng hôn rơi cuối đèo chân trời. Anh Trọng ơi, anh ở đâu em đi tìm anh? Hoàng Liên Liên, em đừng đi Liên. Chờ chuyện Trọng bỏ đi, tôi hứa tôi sẽ đi tìm Trọng về.
tình chỉ có một lối vào thì làm sao em có thể chỉ đối diện nợ nếu một năm qua em đỡ đài anh khổ sở thì giờ đây em đang chết giờ cả linh hồn. Liên ơi, anh không buồn không giận gì Liên mà còn rất cùng khổ tâm lòng. Chủ tịch ơi, cảm ơn sông ca mà chết.